núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng vui trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng người đã kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Những hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con, nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có sông lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tâm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn con sông lệ thấm xuống hồn con. Những hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Những hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam
Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam Mô A Di Đại thừa tâm thiện từ hết thầy niệm dưỡng thành điều hết thầy công đức hay có số nhà tám ma ba tầng số sáu có đường ban một cho thành phố nhân dịch tuyệt đồ quý đang vào nhờ có nhân hành được cả thiện chi đức giác ngộ đạo màu hiểu rõ bằng chân giữ trọn vẹn các điều tâm giới phát tâm hướng tới đạo vô thượng bồ đề cần tu hành ba điều tâm giới đại bi đại trí đại nguyện cầu cho thứ ân lục đạo đều thành chính gia phước ngay cấp cho yêu bà các trần gia du từ phúc xưa 60 tuổi tam quy tín thụ giới nghiệp vĩnh tiến hành trì nguyện có mời phương tam bảo chứng minh nam mô bản sư thích ca mâu ni phật Nam mô thượng đỉnh kiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch năm 2539 ngày mùng 3 tháng 12 năm 1995 giới sư truyền thụ và được Thích Tâm Thông cùng truyền thụ. Nam mô A Di Đà Phật thượng nay đã đệ tử chúng đang chỉ chú niệm Phật niệm chư Bồ Tát đồng thanh trời hữu công đức hồi hướng. Chân ninh trần gia du thiện quý tam bảo pháp danh từ phúc dương hưởng thọ 86 tuổi đại hàn vũ năm tân sửu tháng 3 ngày mùng 3 giờ tốt lương thời bài bài chung tuy nguyện chân ninh nhất chân bất nguội lục lục đốn phong những giáp nhân gian xích thứ tăng trần đốn nhập như lai bảo hình công hài văn tâm tâm văn thế chí vi văn văn dục chỉ sống tâm đầy đáng hiểu niên đại văn nhắm thiếu giao văn thế tính vực nghiệp đà trần nao niên khai thượng phẩm chi hoa vật tù nhật sinh chi kỳ nam mô thank you.
đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Dương giúp con cái biết theo đạo này. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Bù đắp nỗi đau, cuộc đời đã qua tận tùy sống hồng, để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Gia đình khi ra đi về với các bậc tổ tiên
cụ Trần Sa Du hưởng thọ 86 tuổi. Bằng tổ chức đoàn chân trọng giới thiệu và chân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện họ tộc lên dâng nén tâm nhang đầu kim lên lô nhang trên linh sàng cụ Trần Sa Du và chính thức phát cán áo cho toàn thể tham kiến trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao thì được sánh với trời, mà sung thì được sánh với biển. Tình cảm đồng cháy được ví được vòng thái dương, nhưng lại ngọt ngào như dòng nước chảy đầu nguồn. Công cha như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng kính mẹ thờ cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha ơi, ơn dưỡng dục ngàn đời cháu con ghi nhớ, đức sinh thành chúng con biết trả sao đây. Cha ơi, mất cha hôm nay chúng con ruột thấp gan bào, nghe khúc nhạc dạo mà nghẹn ngào lệ rơi. Cha, cha ơi. Trưởng đoàn, trân trọng quý vị đoàn trở về trước linh sàn sân hương cử hành lễ viếng, trân trọng quý vị đoàn. Ban tổ chức đang trân trọng giới thiệu và trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn đại biểu lên dâng tấm nhang kính nghiệp.
vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ trưởng Gia Du. Hôm nay ta 250 quy ẩn tổ tiên, trân trọng kính mời đoàn đại biểu các em của cụ thành kính dành phút tưởng niệm vĩnh biệt cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Của đại gia đình các em của cụ bà đến đây đã hoàn tất, thay lời ban tổ chức tang trân trọng cảm ơn. Lễ viếng buổi chiều buồn hôm nay, ban tổ chức tang trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Ngô cùng các con cháu đoàn do ông Trần Đăng Tuấn làm trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn trở về chứng minh rằng cử hành lễ viếng. Chúng ta trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Đăng Tuấn đại diện cho đại gia đình cụ Mô lên dân tộc Nam vĩnh biệt chứng minh rằng cụ Trần Gia Du. Gia Du hôm nay không còn nữa, trân trọng kính mời đại gia đình cụ Mô thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đại gia đình cụ Mô đến đây đã hoàn tất, thay lời ban tổ chức tang trân trọng cảm ơn cụ cùng các bác, kính mời cụ cùng các bác lưu lại bản khắc sinh hước và cùng giúp việc cho gia đình hiếu kiến. Trân trọng kính mời chúng ta trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình em của cụ là gia đình cụ Hương, là em gái của cụ và trước linh sàng dâng hương bái khúc. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời. Vô cùng thương tiếc kính biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa, trân trọng kính mời đoàn đại biểu câu lạc bộ mô tô Nam Định thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đến đây đã hoàn tất. Hôm nay không còn nữa, trân trọng kính mời đoàn thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Gia đình em của cụ là gia đình cụ Trần Quốc Việt và em của cụ là Kim cùng con cháu và trước linh sàng sân hương bái khúc. Trân trọng kính mời. Thank you.
kính biệt cõi trần thối cho. Trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên dâng tuần nhang kính biệt trước linh sản phụ. Trân trọng kính mời. Vô cùng thương tiếc kính biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Trân trọng kính mời đoàn thành kính giải phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Lễ tiễn của đoàn đến đây đã hoàn tất. Thay lời ban tổ chức lễ tang kính trả lời của gia đình hữu kính, trân trọng cảm ơn quý đoàn. Một vị đại biểu đại diện cho gia đình lên dâng vật nhang vĩnh biệt chức linh sản phụ, trân trọng kính mời. Thương tiếc vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay đã 250 tuổi tổ tiên. Chương trình lễ viếng của đoàn đến đây đã được hoàn tất. Lên dâng tuần nhang vĩnh biệt chức linh sản phụ, trân trọng kính mời. Ban tổ chức ban trân trọng kính mời ông có đôi lời chia sẻ cùng tang kính. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang quyến, anh em chú con của công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Sinh là chỗ quan hệ với anh Thắng, con trai cả của cụ, hôm nay nhận được tin buồn cụ về với tàu tiến tổ. Trước giờ phút tang quyến đơn đi vĩnh biệt, anh em chúng con không biết nói gì hơn, xin được một phút mang niệm. Phút mang niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đến đây đã được hoàn tất. Do Bắc Kiên làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn trở về trước linh sàng cử hành lễ viếng, trân trọng kính mời. Bắc Kiên đại diện cho đoàn lên dâng tuần nhang vĩnh biệt trước linh sàng cụ, vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Trân trọng kính mời đoàn thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thank you.
ơi, chúng con nay đang phụng trước linh sàng, tay gạt nước mắt tại thời dựng nhang. Cha ơi, chúng con có ngờ đâu cả hóa suy nên, mà từ đây chúng con đã mất cha rồi. Cha ơi, cha ơi, chứ rằng còn cha quất đỏ như son, cha đi năm tháng mỏi cái mòn thì con chờ chồng. Cha ơi, lưng cơm chén nước lệ hạ thường, chúng con đang phụng trước đỉnh sàng kính dân. Cha ơi, thương con cha dáng ngỡ lĩnh ngỡ sàng, chứng lòng cho con cháu lòng này thiệt thương. Ô thương hợp cử ai cúc cung bài giới thiệu và kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu, đoàn đại diện cho cán bộ công nhân viên công ty Đại Phong Thủy là bạn của anh Thắng con cụ, đoàn do ông Nguyễn Trung Thủy làm trưởng đoàn cùng đoàn về phòng tang dân hương đặt vòng hoa kính viếng, xin trân trọng kính mời. Kính mời quý đoàn tập trung về chúc linh sàng để tổ chức chương trình lễ viếng nhang hương xin thắp một tuần cụ ngay xa cách cõi trần thấu cho. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Thủy trưởng đoàn đại biểu đại diện quý đoàn dân tuần nhang hương chúc linh sàng để kính viếng linh hồn cụ. Mời đoàn thành kính dành phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, kính mời đoàn đi vòng quanh linh cữu để thăm viếng và tiễn biệt cụ lần song cuối.
và sau đó trở lại bàn mời nước, mời chầu để con cháu trong tang quyến được tiếp đón và có lời cảm tạ. Và vĩnh biệt cụ hôm nay đã 250 về với các bậc tổ tiên, mời đoàn dành phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, kính mời đoàn đi vòng quanh linh cữu để thăm viếng và tiễn biệt cụ lần sau cuối. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lễ viếng của đoàn đại biểu, đoàn đại diện cho chi hội người cao tuổi khu dân cư số 7, phường Trần Đăng Ninh, cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 13, đoàn dâu Nguyễn Trung Triều làm trưởng đoàn, cùng đoàn về phòng tang dâng hương đặt vòng hoa kính viếng trân trọng kính mời. Xin kính mời quý đoàn tập trung về trước linh sàn để tổ chức chương trình lễ viếng. Khói hương quyện với gió mây, dâng hương tín viếng mà mắt cay lệ nhòa. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện đoàn dâng hương vĩnh biệt cụ. Xin trân trọng kính mời ông đại biểu đại diện cho đoàn có lời chia buồn cùng tang quyến. Kính thưa hương hồn cụ Trần Gia Du, kính thưa gia đình tang quyến, được tin cụ 250 về với tổ tiên, chúng tôi đại diện cho hội người cao tuổi cùng toàn thể cán bộ nhân tổ dân phố số 13 phường Trần Đăng Ninh đến thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Để chia ly cụ mãi mãi, cả đoàn chúng tôi dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Giới thiệu và kính mời ông Trần Hải Anh, trưởng đoàn đại biểu đại diện quý đoàn dân tuần nhang thơm trước linh sàn để kính viếng hương hồn cụ. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt cụ, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, mời đoàn đi vòng quanh linh cữu để thăm viếng và tiễn biệt cụ Trần Gia Du lần sau cùng. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn, kính mời quý đoàn trở lại bàn mời nước để anh em con cháu trong tang quyến được tiếp đón. Và...
Đoàn do anh Quách Công Quyết làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn chào đón chúng tôi chào quý vị. Ban tổ chức đang trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn đại biểu lên sân tuần nhang vĩnh biệt trước khi giảng cụ, trân trọng kính mời. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Sau cuối gia đình anh chị Long Trang ở Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định, bạn của anh chị Thắng Hương, con cụ và chức linh sàng dân hương kính viếng hương của cụ trên dọc tiếng nói.
các vị linh sư pháp hòa thượng cùng tham gia các tổ chức thôn thôn trên cả nước một cuộc thi đại hội đại diện các bạn đến rất gần đang đến với chúng ta. Đến đây đã được hoàn tất chương
Bình Lục tỉnh Hà Nam cùng và chức linh sàng dâng hương kính viếng hương cổ cụ, trân trọng kính mời. Bye.
trường soạn lễ tất đề nghị toàn thể các kiến nghĩa nguyên tại chỗ lễ cả cụ hai lễ. Thank you.
của đoàn đến đây đã hoàn tất. Trân trọng với người đoàn thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình lễ tiễn của đoàn đến đây đã được hoàn tất. Thanh quý đoàn kính mời các bác đưa lời bản khách sĩ đời cử hành lễ viếng của tổng thể nhằm thương xin các bọn đoàn cùng ngay kính được khói trần đấu do ban tổ chức đã trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Quốc Nguyễn đại diện cho đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam kính điểm chứng minh rằng cụ Trần Gia Hưng. Ban tổ chức đã trân trọng kính mời ông đã trân trọng kính mời đoàn đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm kính điểm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đến đây đã được hoàn tất. Thay lời ban tổ chức lễ tang kính trả lời của gia đình hữu kiến, trân trọng cảm ơn quý đoàn. Thay lời ban tổ chức lễ tang kính trả lời của gia đình hữu kiến, trân trọng cảm ơn. Oh.
cha ơi. Cha ngon con vẫn thường pha cảnh đây người đấy mà lời xa xăm ôi cha ơi. Tối nay cháu con thương nhớ mọi là mòn muốn đền ơn lại không còn cha đâu. Con linh cúc cúc bài hương bài hương bình thân phần lễ đề nghị toàn thể các vị đứng dậy đứng yên tại chỗ. Vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa, trân trọng với người đoàn đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình tiếp biến của đoàn biết đây đã hoàn tất. Chúc xin được trân trọng cảm ơn. Thank you.
cụ Trần Gia Du, người cha của bạn mình hôm nay không còn nữa. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm vĩnh biệt cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình tiếp diễn của đoàn đến đây đã hoàn tất. Trân trọng kính mời đoàn diễu quanh đến cứu thăm viếng cụ Trần Gia Du lần sau cuối trước khi. Cõi trần đấu cho ban tổ chức đã trân trọng giới thiệu toàn những người bác trần xuân vĩ đại diện cho đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam kính biểu trước khi sản vụ trân trọng đến mời. Ban tổ chức đã trân trọng kính mời bác có đôi lời chia sẻ cùng tăng quyến con bạn của Hương đến thắp hương và tiễn biệt cụ về nơi chín suối an nghỉ giấc ngàn thu. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm vĩnh biệt cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đến đây đã được hoàn tất chương trình. Đại diện về chứng minh sản phẩm để cử hành lễ viếng được trọng thể. Nhạc Dương xin các bảo vệ cùng nay đến được cõi trần thấu chua. Ban tổ chức ta trân trọng giới thiệu và kính mời bác Nguyễn Trung Kỳ đại diện cho đoàn lên sân tổng nam đến điểm chứng minh sản phẩm trân trọng kính mời. Ban tổ chức ta trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn có đôi lời chia sẻ cùng tăng quyến. Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm vĩnh biệt cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đến đây đã được hoàn tất. Trân trọng kính mời đoàn diễu quanh đi cứu tiễn biệt cụ Trần Gia Du lần sau cuối. Trân trọng kính mời. Vĩnh biệt cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Trân trọng các người bạn đại biểu thành kính dành phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình tiếp diễn của bạn đến đây đã hoàn tất. Thank you.
tam bảo nhân tâm kinh này đã phương văn lời đường chủ tam bảo nhân đường hướng cam giang vô bồ tát đạo thành hiệu như lai hương công giảng di gia thiết cùng kinh thank you.
Tiếng nhạc
soạn chậm ra du hai lễ. Đang phục trước đỉnh ngọ sàng, tay gạt nước mắt than rằng: cha ơi, ôi, cha ơi, con người ta sống ở dương gian kìa như hoa nở lá tàn mẫu thay. Ôi cha ơi, sương buổi sớm tiết bạn ngày, số trời đã định đổi thay được nào cha ơi. Thank you.
Chương trình lễ viếng của đoàn đến đây đã hoàn tất. Thay lời ban tổ chức đang kính trả lời của sách lưu biến, trân trọng cảm ơn quý đoàn vô cùng thương tiếc kính địa cụ Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Trân trọng các người đoàn thành kính giải phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình lễ viếng của đoàn đến đây đã được hoàn tất. Trân trọng kính mời đoàn diễu quanh nghiên cứu thông tiếng và tiễn biệt cụ lần cuối trước khi vĩnh biệt. Trân trọng kính mời đoàn. Thầy ban tổ chức đã kính chiều lời của gia đình quý mến. Trân trọng cảm ơn quý vị. Trần Gia Du hôm nay không còn nữa. Mời đoàn thành kính dành phút mặc niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã trôi qua, kính mời đoàn đi vòng quanh linh cữu để thăm viếng và tiễn biệt cụ lần sau cuối.
gia đình đều chết trò tiếng lòng, chết trò tiếng lòng. Thank you.
dâng tuần nhang vĩnh biệt cụ. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt cụ Trần Gia Dung, hôm nay đã vĩnh biệt cõi trần về với các bậc tổ tiên, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu trong đoàn chúng ta thành kính dành phút tưởng niệm vĩnh biệt cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Mặc niệm đã trôi qua, kính mời đoàn đi vòng quanh linh cữu thăm viếng và tiễn biệt cụ lần sau cuối và trở lại bàn mời nước để anh em con cháu trong tang quyến được tiếp đón và có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời quý đoàn dân hương trước linh sàng để kính viếng hương hồn cụ. Để tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt cụ, mời đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã trôi qua, mời đoàn đi vòng quanh linh cữu thăm viếng và tiễn biệt cụ lần sau cuối và trở lại bàn mời nước chia buồn cùng tang quyến. Xin trân trọng cảm ơn, kính mời anh trở lại bàn mời nước chưa buồn cùng. Để bày tỏ lòng thương tiếc và vĩnh biệt cụ, mời đoàn thành kính dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Việc đã trôi qua, lễ viếng của đoàn được hoàn tất, ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Cử cho một bài trống. Chúng
Chúng tôi ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng kính đề nghị anh tổ.